Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 19 giây ghi lại hình ảnh nữ tài xế điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Theo hình ảnh trong clip, nữ tài xế không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi ngược chiều khoảng 800m từ đường vành đai 3 trên cao xuống đường Phạm Hùng. Đáng chú ý, dù đi ngược chiều nhưng nữ tài xế lại đi ở làn đường ngoài cùng, sát với giải phân cách giữa, đối đầu với ô tô đang đi đúng chiều đường. Khi thấy nữ tài xế đi ngược chiều, nhiều tài xế ô tô đã phải giảm tốc độ, tránh đường để không xảy ra va chạm giao thông. Liên quan đến vụ việc trên, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh để mời nữ tài xế lên làm việc.